Ok, lo chọn người đẹp với trên ống mình là sao? Đây trở lại với kênh channel của mình TT. Và trước khi xem video mà đừng quên nhớ like, subscribe mình và tất cả thành viên trong hashtag mình nha. Và đừng quên điều này được chỉ là hashtag số 5 và hashtag đã xem hết. Có nghĩa các bạn xem từ đầu đến cuối không tua một giây nào. Và đừng quên quay để từ 5 đến 10 giây quay quảng cáo giúp mình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời ơi, thì hôm nay mình đem là ít sữa với là một ít bánh mì. Trời ơi, thường thường ông Phong thường ăn thích ăn bún chả cá, mình hay đi mua lắm, bây giờ tự nhiên nói mình là gì ta, mua cho tôi một ít sữa với mua một ít gì ta, bánh mì. Trời ơi, hôm nay dở chứng như sợ luôn, mà bây giờ tìm hoài không thấy luôn. Phong ơi, đâu rồi? Ông nhờ tôi mua đồ ăn sáng ông đâu rồi? Phong ơi, trời ơi, ai vậy? Tôi đây, Sam đây, ông đâu rồi? Trời ơi, tôi đang ở trong căn cứ bí mật nè. À đây nè, trời ơi, tự nhiên xuống đây làm gì vậy? Thôi tôi để tôi xuống nè, từ đó. Trời ơi, hôm nay làm gì mà xuống đây vậy? Trời ơi, khó quá. Trời ơi, gì vậy? Máy này. Ui. À, vậy? Ôi, ôi, ông sáng tạo ấy gì vậy? Trời ơi, đẹp vậy? Trời ơi, đây chính là một cánh cổng mà tôi đã chế tạo ra. Cánh cổng này có thể đưa chúng ta đi đến được tương lai. Hả? Cái gì mọi người? Cánh cổng đưa đến tương lai hả? Trời. Đúng rồi. Trời ơi, sao ông tài? Tôi đang chế tạo cánh cổng này nè. Mai nãy ha, tôi bán cánh cổng này cho thế giới. Thế giới tôi sẽ nổi tiếng khắp thế giới luôn, hiểu không? Wow, trời ơi, sao ông cái gì cũng làm được hết vậy? Trời ơi, giỏi ta. Trời ơi, tôi giỏi mà. Trời ơi, để tôi ăn ở đây nha. Đây, sữa với bánh mì nè. Ủa mà bà không làm xong chưa? Cho tôi thử đi, trời tôi thích lắm luôn á. Không trời. Được, không được, bà không được đụng vô. Ủa cái máy này tôi vẫn còn đang chế tạo dang dở, nó chưa có hoàn thành xong. Bà mà đụng vô thì lỡ mà nó trục trặc, nó hư hay gì á là coi như là tôi không thể nào mà hoàn thành cái máy để tôi bán được. Cái máy này ha, mà bán ha thì tôi sẽ ở biệt thự luôn, tôi sẽ có nhà, tôi xây biệt thự luôn. Trời ơi, vậy mình sắp giàu to rồi, trời sướng thế sao luôn. Đúng rồi, hai đứa mình sắp trở thành tỷ phú. Ủa bây giờ sao chưa xong vậy? À, tại vì là tôi vẫn còn gọi là đang sửa nó đó. Thật ra là tôi đã sử dụng thử rồi và tôi đến được, tôi cũng đi đến được thế giới tương lai thiệt á nha. Ghê vậy. Khi mà tôi bay về á thì nó có một số trục trặc, cho nên là tôi nghĩ tôi phải sửa lại đó. Rất là nguy hiểm. Tính ra cái này đẹp mà ta, trời ơi xịn sò mọi người. Trời ơi, cái này mà đưa đến tương lai luôn mà không được đi, trời ơi chán sợ luôn. Ở chừng nào không xong hả? Chừng nào không xong? Tôi đang sửa nè. Trời ơi, tôi cũng không biết nữa, chắc là tầm 1-2 năm nữa mới xong. Trời ơi, 2-3 năm. Thôi bây giờ ông ăn đi, tôi lên tôi dọn dẹp phòng nha. Trời ơi, đi. Cái máy gì mà 1-2 năm vậy trời? Từ để xem nào. Mọi người ơi, cái máy này Phong đã từng đi rồi, Phong bảo là trời ơi tôi qua được thế giới bên kia rồi, chỉ đổ một số đường về thôi. Ông này chẳng là cố ý là không cho tôi vào chứ gì. Được đó, tí nữa ông mà ra ngoài tôi sẽ lén vào cái máy đó. Trời ơi, keo kiệt thì sao tôi bằng cái không chắc. Sammy ơi. À, gì á? Xuống đây tôi nói nghe nè. À, tôi trời xuống liền. Trời xíu. Ủa rồi. Cái hầm này nhỏ quá. Trời ơi, tôi bé mà sao không vào được. À đây. Đó. Ủa gì vậy? Hả? Tôi nói nghe nè, cái máy này của tôi á, bà không được bấm mấy cái nút này nghe chưa? Mấy cái nút này nè. Khi mà bà bấm bà thấy không nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 6 cái nút nè. Khi mà bà bấm mấy cái nút này á thì cái cổ máy này sẽ khởi động. Rồi bà bước vào trong đây, bà sẽ đi đến được tương lai. Nhưng mà tôi cấm bà không được bấm cho mấy cái nút này nghe chưa? Ok, tôi nghe lời thật mà. Có gì đâu. Thôi không gì á, nói chung là bây giờ tôi phải lên trên kia, tôi đi gặp anh Dịch đây để tôi hỏi anh Dịch thêm một số vấn đề về cổ máy này nữa. Cho nên tôi đi nha. Nói nha, cảnh báo nha, không được đụng vô nghe chưa? Rồi, tôi nghe lời mà, trời tôi ngoan lắm mà, nghĩ sao tôi mà đụng mấy cái này, tôi biết gì đâu mà đụng. Không đi đi. Rồi ok đi. Vậy được. Rồi đi cẩn thận nha. Đó, đi lâu xíu nha. Đừng đi sớm quá nha. Trời ơi mọi người ơi, ông Phong đã đi rồi. Trời ơi, đây là cơ hội ngàn vàng mà tôi bước vào căn máy này. Nghĩ sao vậy? Ông đã vào rồi, không lẽ tôi không được vào? Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm ít đồ để mình sẽ chuẩn bị bước vào cái cánh cổng gọi là tương lai nha mọi người. Ok, đợi xíu nha. Ok, bây giờ mình phải chuẩn bị thôi. Trời ơi, mừng quá trời luôn, chỉ sắp được qua thế giới rồi, tương lai rồi. Yay! Ok mọi người, thì sau khi mà chuẩn bị ít đồ mình ăn, lỡ mình qua bên thế giới gọi là tương lai, mình đói mình không có đồ ăn tại vì mình không biết là bên thế giới tương lai họ mua bằng cái gì, có thể là mua bằng những thứ khác mọi người, mới phải chuẩn bị trước. Đây là dưa hấu, đây là kẹo, còn đây là sữa và ít bánh mì và một ít bánh quy. Đó thì chuẩn bị bắt đầu tới thế giới tương lai thôi. Trời ơi hóng quá mọi người ơi, bây giờ ông Phong đi lâu rồi, bây giờ tôi chắc chắn là tôi an tâm rồi.
sao vậy? Bây giờ hình như nghe mình, hình như là lúc trước không bảo là nhấn mấy cái nút này xong nó bước qua là được tiến thế giới tương lai mọi người. Ok, bây giờ mình bắt đầu từ bên trái chứ kìa. 1 nè, 2, 3 nè, 4, 5, 6. Ok, chuẩn bị nào, let's go. Ôi, té mọi người ơi. Trời ơi, mà nó tới thế giới tương lai mọi người. Trời ơi, mừng quá trời luôn. Yeah. Ôi, từ mình qua chỗ này, chỗ nào mà sao cao vậy ta? Trời ơi, cái chỗ gì vậy? Từ để xem nào. Ôi, trời ơi, thật ra tôi đây là cái nóc nhà quê đầu tiên nha. Trời ơi, nó cao này sao tôi xuống được. Trời ơi, mọi người ơi, mình sợ độ cao và trời sao sao nhắm chạy xuống đây. Nhưng mà không được, mình phải cố gắng nhảy xuống mà mình có thể thấy được thế giới tương lai như thế nào đúng không mọi người? Ok, bây giờ, trời ơi, chạy xuống nào. À, trời ơi, được kìa. Ôi, trời ơi, tôi mừng quá trời ơi, tôi tưởng tôi chết đâu mọi người ơi. Ngập thở. Ok, bây giờ bình tĩnh lại nè. Ok, bây giờ mình đi tìm quay thế giới tương lai có gì không? Mà tính rất trời đất ơi, gì mà ông phá nhà của Mr. Dịch vậy? Trời, ông Mr. Dịch dữ lắm luôn á. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, hôm qua chú Mr. Dịch ổng mới ký đầu hai đứa mình, cho nên là hai đứa mình ghét ổng quá, hai đứa mình sơn cái nhà ổng thành con cắt kè bông luôn á ha. Ôi lâm la luôn. Ôi thù ổng, ổng chú Mr. Dịch mà dám gọi là mắng tụi mình mới là dám để ổng mắng không được phá đây. Trời ơi, ở thế giới tương lai mình thấy được hai người, tức là Phong Cực TV tí hon và ủa Simmy hả? Ủa là sao ta? Tôi tới hỏi quá. Ủa sao người tí hon người ta? Hello mọi người. Hello. Ai đây? Ủa? Người quen của bà hả? Ủa tính ra tôi mới hỏi câu này á, người quen của ông à? Ủa ai vậy? Tôi không biết. Từ mọi người, sao cái thằng xanh xanh này giống Phong Cực TV vậy ta? Chắc bây giờ phải hỏi thử coi. Trời ơi, thắc mắc hồi trường luôn mọi người. Con có phải Phong Cực TV không? Sao nhìn con giống vậy? Ủa? Gì? Phong Cận TV á? Phong Cận TV là ba của con. Ba của con mới là Phong Cận TV. Còn con tên là... Con tên là... Cận TV. Ủa con quên rồi hả con? Trời ơi. Ủa là gì ta? Tôi quên tên tôi luôn rồi. Chắc tôi phải giờ hỏi là ba tôi quá. Trời. Nhưng ủa? Cái cận hay sao tôi cũng không biết nữa. Nói chung tụi mình làm sao nhớ tên được. Trời ơi, mới lớp 1 mà. Trời ơi, tôi mới lớp 1 mà. Cho nên tôi không nhớ. Thôi cô ơi, tôi không nhớ. Hả? Bà này hỏi tên mình bắt cóc á. Trời ơi, nguy lắm. Trời, đúng rồi. Trời, bà hỏi tên tôi làm bà hỏi không? Bà hỏi ba mẹ tôi làm gì? Hai đứa bình tĩnh, hai đứa bình tĩnh. Trời ơi, nuôi giận. À, vậy có nghĩa là con á, là con của Phong ở TV. Còn đây chắc chắn là con của bà Simi đúng không? Ủa sao bà biết hay vậy ta? Ủa gì trời ơi. Bà này tôi nghĩ bà này là phù thủy rồi đó. Ủa gì vậy? Trời ơi. Hai đứa nhìn cái mặt của chị mà nghĩ sao gọi là phù thủy vậy? Đi ta nghĩ đâu không? Trời ơi, người ta xinh đẹp lẫy lừng mà nghĩ sao nói là người ta là phù thủy đâu rồi? Bà giống phù thủy đó mà bị thời này ai mà còn ăn mặc như bà nữa. Trời nhìn nè, trời cũng quê mùa luôn á. Trời ơi. Cái style này mà đi ra ngoài đường người ta nhìn thấy cách ăn mặc kiểu này người ta cười chết luôn á. Trời gì bây vậy? Bây giờ là 2030 rồi rồi bà cô ơi. 2030 rồi hả? Vậy là mình tới trước tương lai 2030 luôn. Trời ơi, cái máy thật là hiệu nghiệm. Trời ơi, tích quá à. Vậy là con và Simi là người đến từ tương lai hả? Trời ơi, gì xịn hiện tại vậy? Trời ơi. Tôi là con của mèo Simi, chứ đâu phải mèo Simi đâu. Con xin lỗi. Ủa, trời ơi mọi người ơi, nhìn là người hiện tại nè. Trời ơi. Hả? Trời ơi, mặc đồ đẹp dữ sợ luôn á. Bà này giống kiểu ở mấy quê em lên hay sao á bà? Kiểu không biết gì trơn luôn á. Trời ơi. Hình như là đầu tiên bà mới thấy người ta ăn mặc đẹp như tôi với bà, cho nên bà kiểu bà cứ gọi là quê quê thế nào ấy. Cô từ quê mới lên, cô không biết mấy con có gì chị cô nha. Ôi xịn nhớ. Thôi được rồi. Hồi nãy á, bọn con còn tưởng cô là kẻ bắt cóc, là đi bắt cóc trẻ em, cho nên con mới gọi là hung dữ với cô thôi. Chứ thật ra bọn con là cô yên tâm. Yên tâm. Ủa sao con nhỏ mà có mình sống vậy? Trời tức đi. Trời cái này có phải để chơi đâu. Trời đất ơi, thời đại bây giờ là con nó phải cầm súng chơi đúng không? Trời
trời, đúng rồi. Cô ơi là cô, là buổi giờ cướp giật nè, ăn trộm đồ nhiều lắm, cho nên á là Việt Nam người ta cho người dân người ta xài súng luôn rồi để phòng vệ. Cô, con còn có cây đại bác nữa nè. Ui ui ui, à, khoe cô nữa nè, đây con có thần thủ luôn đó, siêu to khổ. Trời ơi, con biết mà được xài thần thủ luôn hả? Trời ơi, con mới mua cho con nguyên con voi to đùng nè. Trời ơi, chắc con không có đâu. Liêu liêu, trời ơi, trời, hai cô tới đây, cô hiểu nào. Trời ơi, xin lỗi nha, tới đây. Trời ơi, vậy là hai con là người đến tương lai hả? Trời ơi, sao xịn sò vậy? Con có đồ gì không? Cho cô xin đi. Trời ơi, nhìn vậy hai con kìa, đẹp quá. Thôi được rồi, con sẽ cho cô xem đây, cô thấy gì sau lưng con không? Wow, cái này là cái gì vậy? Cô không biết luôn. Đây chính là tên lửa mà ba Phong Cận mới mua cho con á, cái tên lửa này có thể bay được á, coi nè. Bay được luôn. Wow, trời ơi, thò luôn. Trời ơi, bay được luôn. Trời ơi, bay chưa? Thôi Simi ơi, tôi với bà đi chơi đi. Kể cái bà này đi, cái bà này nhìn kiểu gọi là mới mù quá, không chơi đâu. Trời ơi, không chơi với tôi đâu. Cô ơi, mù quá, không chơi với cô đâu. Đi đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái đứa này nhìn mình này quê mùa. Trời ơi, rõ ràng mình từ thế giới quá khứ đến tương lai mà không quê mùa mới lạ. Ui, mà không ngờ thì giới tương lai mọi người. Trời ơi, có bao nhiêu thứ xịn sò luôn. Chị mà cái gì mà bay chứ không chung bằng cái cặp đằng sau luôn. Trời ơi, còn con nít được cầm súng mọi người. Trời ơi, bên thế giới mình có được cầm đâu. Trời ơi, mình cũng chưa được cầm nữa trời. Cái súng này nhìn hiện đại không mọi ơi. Trời ơi, thích quá à. Thì bây giờ mình phải làm gì đó, mình phải sao đứng ngoài vậy? À cái ok, bây giờ mình sẽ cố gắng tìm hiểu qua cái ngôi làng này có gì hiện đại không. Trời ơi, vui quá à. Từ yes. Ơi trời ơi mọi người ơi, trời ơi mọi người ơi, lên cái chỗ này có lên cái gaming house heo tim. Trời ơi, tôi nó mệt dễ sợ luôn, lên tận nóc nhà luôn mọi người. Trời ơi, bây giờ mới xong. Ok, thì sau khi mình khám phá cái thế giới mà tương lai của heo tim á, thì nó khá là nhiều thứ hiện đại, ví dụ là từ áo quần giày dép đến các phụ kiện các kiểu rất là hiện đại. Nhưng mà mình thấy chơi chập thấy chán quá, chắc bây giờ mình về nhà quá. Bây giờ lỡ mà mình về không kịp ông Phong giết mình mất, thôi bây giờ mình phải về thôi mọi người. Ok. Thế đây hiện đại bây giờ. Ok, cánh cổng rồi, mình chỉ cần bật nút đây. Đây, ở chết sai rồi. Đây nè. Đó. Đây. Rồi, chuẩn bị về thế giới hiện đại thôi mọi người ơi. Ủa, cái gì vậy? Hi hi hi. Cái giọng này nghe quen rồi đó. Ui, ôi. Hello con. Ủa, con làm gì đây vậy? Trời ơi. Dạ, hello cô. Trời ơi, cô làm gì đứng đây nãy giờ vậy? Ui, cái gì đẹp quá vậy? Ôi. Coi đừng nghịch nha, cái này rất nguy hiểm nha. Cái này cực kỳ nguy hiểm, là chỉ có người lớn xài thôi, con nít không xài được đâu. Nguy hiểm hả cô? Nguy hiểm hả? Đúng rồi. Ôi, cái này là đồ nguy hiểm, không được phải phá hủy nó thôi. Đây, đừng có. Đừng. Trời ơi. Trời ơi, phải phá hủy thôi, cái này là đồ nguy hiểm cô ơi. Đồ trời ơi, cô ơi, con ơi. Mày. Cô ơi, đừng có phá nữa. Đồ nguy hiểm nè. Trời ơi, cái này là đồ nguy hiểm, không để cho nó tồn tại được. Cô có sao không? Cô không sao. Trời ơi, sao không phải vậy? Làm sao cô về được? Trời ơi là trời. Quay về gì cô? Trời ơi, con vừa mới cứu cô á. Cái này là đồ nguy hiểm nè, để con đập nó luôn. Ê, đừng có đập ra. Trời ơi, nguy hiểm nè. Thôi được rồi, con vừa cứu được cô á. Xuống đây đi chơi với tôi nè. Mà đi lên trên đó vậy? Xuống đây chơi nè. Cái gì vậy? Tôi xuống liền. Dạ cô ơi, thôi giờ con mới vừa gọi là giúp cho cô tiêu diệt cái cánh cổng gì đâu mà nhìn rất là nguy hiểm gì đó. Thôi con đã tiêu diệt được quái vật rồi. Thôi giờ con đi nha cô, bye bye cô. Ê, trời ơi mọi người ơi, cái cánh cổng của tôi à. Trời ơi, cứu tôi, bây giờ tôi bị mắc kẹt rồi. Đây làm sao đây? Mọi người ơi, mọi người đừng quên qua kênh Phong Cận, comment cứu mình nha. Cứu mình, mà đang bị mắc kẹt ở thế giới tương lai nha mọi người. Trời ơi, cứu tôi à.